Trước mắt khán giả, anh Nguyễn đang giới thiệu về một bài hát có tổng đầu tư là 75 triệu nhá. Với ca khúc Giữa Lòng Đất Mẹ, sau đây ca sĩ Trấn Thành sẽ gửi tới quý vị và các bạn. Các bạn hãy cho ca sĩ Trấn Thành và anh Nguyễn một like nhá. Từ giã áo thư si lìa xa mãi gia đình, đi giữa lòng đất mẹ, trải qua bao dấu bì đầy sóng gió điêu linh. Đời còn lắm công người tranh đấu chưa thành, mưa gió còn giá lạnh, niềm đau thương canh canh, đất mẹ vẫn nắng tình. Mẹ ơi con nghe lệ mẹ rơi, vì yêu quê hương thương sông. Ai đánh gieo buồn gieo sâu hận, lửa khó ý đốt trên bao niềm vui. Cầu xin cho đất mẹ ngày mai hàn bao đau thương xoa u hoài, cho đời thôi buồn thôi sâu hận, cùng nói tiếng nói đất mẹ tôi. Lễ mừng xót thương ơi, tìm đâu thấy những người đi chết vì đất mẹ, vượt qua sông qua bể, hồn chẳng chút đam mê. Rồi ngày nối duyên quê đẹp thay gian ai vì, đi giữa lòng đất mẹ tình yêu thương nhân thế cho trọn tiếng hẹn thì cực kỳ hay quá nha. Thì đây bộ có tổng đầu tư là 75 triệu, anh Nguyễn đã ghép một cặp loa 4 số 47353, 3 đường tiếng, 1 bát 40, chung 20 và kép kè. Cũng có đẩy cover, có một đen là DT2400, sản xuất tại Mỹ. Một chiếc bằng số cao cấp, giải mã, mic và phần linh quần. Bác nhớ ấn like nhé, thả tim cho Trấn Thành. Mẹ ơi, con nghe lệ mẹ rơi, ai đánh gieo buồn gieo sâu hận, lửa bỏ ý đốt trên bao niềm vui. Cầu xin cho đất mẹ ngày mai hàn bao đau thương xoa u hoài, cho đời thôi buồn thôi sâu hận, cùng nói tiếng nói đất mẹ tôi. Lễ mừng xót thương ơi, tìm đâu thấy những người đi chết vì đất mẹ, vượt qua sông qua bể, hồn chẳng chút đam mê. Rồi ngày nối duyên quê đẹp thay gian ai vì, đi giữa lòng đất mẹ tình yêu thương nhân thế cho tròn tiếng hẹn thì, đi giữa lòng đất mẹ tình yêu thương nhân thế cho
tuyệt vời quá nhá. Bây giờ là em sẽ giới thiệu về toàn bộ bộ hát này cũng như kết nhạc, anh em cùng nghe nhá. Với một bộ hát này nhá, nó đẹp từ hình thức đến chất âm, có thể chơi không gian từ 20 vuông cho đến 50 vuông đổ lại là thoải mái về âm thanh. Với cặp loa 4735 này, bác có thể dùng súp nhá hoặc không dùng ok luôn, bát đánh rất sâu và mềm luôn. Bát 40 từ 220 con 100 vào cỡ trung 20 kép kèn đánh cực sắc luôn, đẹp kinh khủng luôn nhá, cũng như là di tuyệt đối luôn đấy cả. Bát từ như này, từ những góc cạnh đúng không, rất là mới bóng này đấy. Lông lỉ của nó rất là mới, loa chỉ dạng đẹp cống cọc luôn nhá. 4735 8 bộ sản xuất tại Mỹ nhá, đẹp lung linh luôn. Đấy, mức giá 39 củ nhá. Một con đẩy cover của Mỹ. Model là BT2400. Hai nguồn 20 áp nhá. Và 4 kênh, một chiếc vang số mới tinh của BS Audio. Một chiếc giải mã lồng tiếng, quản lý nguồn và micro mic DB551. Con này đẩy bãi Mỹ nhá, con này mới tinh này. 1 2 3 4 BT. Anh em nào nhu cầu lắp đặt về hát này nhá. Alo em số máy 0936 583 110, khoảng cách hơn trong số em đắp tại nhà nhá.